안녕하세요. ôi, biết đâu mở lại nút đằng sau của mình. Hello, hello mọi người. Chào mừng mọi người đã đến với livestream của mình. Mình là bé My đây. My đang ốm mọi người ạ. My đang bị ốm nên là giọng của My nó bị khàn. Xong rồi cái My giọng của My bị khàn, xong rồi cái My không có like game được ấy, tại vì đau đầu ấy mọi người. Hello. Hôm qua My bị mệt, xong rồi cái My không có livestream được. Hôm nay My cố dậy My livestream bù á mọi người. Yên tâm. Mọi người, ôi mọi người thấy một cái điều gì mới mới trong cái livestream của mình không? Mọi người thấy một cái điều gì ở đây không? Một điều rất là vui là hiện tại bay của My đã được trả lại nút tặng sao ấy mọi người. Đấy nên là anh em là có sao thì mọi người nhớ để dành. Mọi người gửi đến My nhá. Hello Tài, hello anh Công Trọng, hello anh Phạm Bên Ta, hello Dương Dương, hello Đao Đình Quyền á. My hôm nay không có live game tại vì là live game mệt đó mọi người. Tưởng nó bị dính son nhé. Không có live game tại vì là đau đầu ấy. Chơi game xong mất công đau đầu. Không có live. Nay mà thôi. Wow. Hello mọi người, đồ văn cứng này nè. Hello Toàn, Tutti. Mất rồi đâu mi ý, mọi người đừng có hỏi. Hôm trước nhá, hôm trước mi like mi để mặt mộc ấy mọi người. Hôm trước mi like để mặt mộc xong rồi các bạn kêu là ui mi ơi để mặt mộc xấu quá. Xong rồi cái mi là mụn rồi nhiều quá rồi tàn nhang nhiều quá kêu mi là đừng có sao ta. Kiểu như là kêu là đừng có để mặt mộc livestream nữa. Đây là từ đó đến giờ ấy. Cái mình đâu dám đâu. Mình lúc nào mình cũng kiểu như là mình phải make up một xíu mình mới lên livestream. Đấy, xong rồi cái make up thì mọi người lại kêu là giấu hết mụn ruồi của tôi đi đâu các kiểu. Ê, nhưng mà giờ mọi người thích sao? Mọi người thích là để mụn ruồi hay là không để mụn ruồi? Tại vì là hiện tại mình đang make up ấy. Make up che bớt mụn ruồi rồi. Thấy không? Make up cái mắt. Nhìn khác bọt không? Khác ngày bình thường không? Ôi em cảm ơn anh Điệp đã gửi sao lên cho mi. Mọi người ơi, đây là cơ hội của các bạn để được thể hiện sự yêu thương mình đấy. Bữa giờ bay của mình mất nước tặng sao ấy. Bây giờ có lại rồi này, mọi người tranh thủ mọi người tặng cho mình đi. Hello biết mình. Sao ạ đi kha, bé mi là kha. Để mụn rồi cho để mụn rồi đi hả? Make up nhiều hại da hả? Hello anh Hoàng, tại vì là bữa nay mi mới make up á chứ. Chứ bữa trước mi đâu có make đâu. Mấy hôm mi off mi đâu có make đâu đúng không? Hello Đỗ Minh Hiếu. Sao không tap tên game vào mi tap từ nãy giờ mà tái. Hello Nguyễn Lão Si Tỉnh. Hello Xuân Đạt. Hello anh Dũng Bùi. Hello Ánh Cỏ. Hello Nguyễn Ngọc Ánh. Chào Nguyễn Văn Tuấn nha. Sao à đi chào. Hello anh Nguyễn Hữu Phước. Hello Thành Kim. Hello mọi người. Mọi người follow mi về nha. Hôm nay mình sẽ lên livestream tâm sự và nói chuyện với cả mọi người thôi. Đang ốm ấy. Cai chơi game sợ đau đầu. Xong rồi tối lại ngất xỉu ra đó không ai chăm lo. Sao mà đi kha mọi người. Hello anh Huỳnh Khánh Tây. Mọi người đừng có bắt chước mà nói tiếng 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 đấy nhá, tiếng Thái Lan nhá. Mi đâu biết đâu, mi chỉ biết chào câu sao mà đi kha là chào một câu thôi à. Hello Yến Nhi, hello Gia Huy, hello Kim Nguyễn. Mọi người có nút tặng sao đó, mọi người tranh thủ đi, mọi người tranh thủ thể hiện sự yêu thương của mọi người với mình đi. Mi không có về quê mọi người ạ. Tết này mọi người có về quê không? Tại vì đã đang đọc cái comment trong này này. Mi đang đọc cái comment ở trong này này, nghiêng ra đây thẳng cũng được. Nhưng mà tại vì là không có. Không không có, kiểu như là comment nó trôi chậm ấy. Bên máy tính thì nó trôi nhanh hơn, mình đọc được nhiều hơn. Trên này thì trôi chậm quá, xong rồi Cami đọc không kịp ấy. Không phải. Kiểu gì nhỉ? Không kịp load mọi người. Không phải đâu.
Cái gì nhỉ? Hello Phúc Anh, hello Phạm Huy Hoàng, hello Nguyễn Thiện. Cái gì nhỉ? Không phải, kiểu như là comment trên này nó bị ẩn nhiều. Comment trên này không bị ẩn. Kiểu vậy ấy. Hello Dũng xin nọ. Ôi, mi thấy tiếng sao? Tha mặc anh em. Để xì trước cho bên mình hả? Ôi em cảm ơn anh được. Anh mình có 500 sao. Mọi người ơi. Mọi người. Hello Nguyễn Thiện nha. Chị ăn tối chưa? Chị ăn. Chị vừa mới ăn cháo xong. Đang bị ốm không có. Ăn uống được gì hết trơn. Hôm nay không có đồ ăn gì. Khoe mọi người. Có trái cây à? Mấy con trái cây. Bưởi. Ô. Ai gửi sao cho mình nữa đấy? Hello anh Ngọc Thắng. Em cảm ơn mọi người. Hello NG Đạt hả? Đúng không? Hello. Hello mọi người. Mình uống yến. Thật ra là không phải yến của mình đâu. Yến của anh Mây. Mây Mây mua cho Mi á mọi người. Không phải Mây mua. Xong rồi cái Mi Mây mua. Xong rồi cái Mi uống ké. Hello Hoàng Anh. Mọi người ăn cơm chưa mọi người? 6 dưới rồi đấy. Em đẹp thế. Cảm ơn mọi người. Mày được mọi người khen. Nát đi với chị Kim á. Chị Kim làm sao? Hello Vinh. Mọi người nói mày, mọi người đừng có cười nhá. Mi độ tóc giả ấy. Thôi là cái lỡ mà Mi có uống yến ấy, xong rồi cái nó bị rớt cái tóc giả ra ấy. Mọi người đừng có cười nhá. Mi vừa mới kiểu suy nghĩ á. Kiểu như là tại vì cái tóc của mình ấy, mình độ cái tóc giả nó không có chắc lắm đâu. Kiểu như đội lên thôi. Không có cái phần ghim luôn. Xong rồi cái nỡ mà mình có uống mà kiểu sau rồi cái mình rớt ra, mọi người đừng có cười mình nhá. Tóc thật á. Thôi. Rớt tóc thì có clip thôi ạ. Hello anh Thằng nhá, em cảm ơn anh đã tặng sao cho Mi. Hello Huy Hoàng, nay Mi không được cho Liên Quang hãng đi có mà, nhưng mà Mi đau đầu, Mi sợ, Mi mệt nên là không có chơi á. Tối mà Mi không mệt đi chơi nhá, mọi người nhá. Xấu dữ vậy. Không mọi người mẹ mình bảo là lớn rồi không được nói dối, mọi người đừng có nói dối nữa nhá. Không sao đâu. Thôi mọi người nói vậy thôi chứ lát nữa Mi đầu hói á. Không phải là đầu hói mọi người, mà là kiểu như là tóc mình ít ấy. Cái mình đội tóc giả lên nhìn cho lạ, nhìn cho khác bọt một xíu. Nhưng mà lỡ mà có rớt ra thì mọi người thông cảm cho mình. Hello Thư Zino, tóc thật á. Tóc mái mới là tóc thật. Tóc bên trong là tóc thật. Tóc, cái này là cái tóc giả này. Nói không bé ơi. Hello Văn Khá. Hâm bé ơi. Nhậu càng thế. Mọi người ơi, mọi người chia sẻ livestream cho Mi với. Lên view cao rồi này. Mi á, Mi bị cảm. Nghe bảo mới có nút tặng sao. Anh Mây nhà mình tới rồi kìa mọi người. Mây làm quả ngàn sao để em chụp nào. Mi tự make up hả? Hello Phương Thảo. Dạ, Mi tự make up ấy. Nhưng mà trên này nó cũng có app nữa. Nhưng mà make up của Mi tự make kiểu mắt mũi các kiểu. Trên này app thì nó sẽ nhìn trắng hơn thôi. Còn make của mình là mình đã tự make. Mọi người follow me đi. Chờ anh Mây tặng ngàn sao để chụp lại quả này. Hello anh Đức một mí, cảm ơn anh đã gửi sao lên cho mi. Hello mọi người. Bị cảm lắm mọi người. Đi chơi cho cố vô. Thôi cái áo thì không mang. Sao ạ, đi chào. Ai gửi 100 sao đấy? Nè, không, em lấy 1000 sao.
Hôm trước có người đi đi tặng sao cho gái, xong rồi các ông tặng sao cho mình ấy các bạn. Nhưng mà chúng ta phải bắt đầu chuyên mục và sao ta? Gọi là bào. Hôm nay mình đổi tên thành bào thì bé mi, tại vì là bữa giờ mọi người mi mất nút tặng sao được tầm tháng hơn tháng rồi. Mi không được nút tặng sao. Hỏi cái không có nút tặng sao, xong rồi cái không được, mọi người không có tặng sao được cho mình nên hôm nay phải tranh thủ. Tại vì là bữa giờ mi biết là mọi người buồn lắm ấy. Mấy mi biết là mọi người thương mi lắm, mọi người muốn gọi là donate sao cho mình lắm. Đấy, nhưng mà ông trời gọi là xô đẩy, duyên gọi là đường đời đưa đẩy, mình không được, được gọi là gặp được nhau, mình không được gọi là tặng sao cho nhau. Đấy, nhưng mà bây giờ thì đã được mở nút tặng sao rồi, đây là cơ hội của mọi người để thể hiện sự yêu thương của mọi người với mi đấy. Hello, hello Thảo. Anh Mây nhanh đi, tốc độ đi. Tốc độ đi. Mi có học qua khóa make up không á? Dạ không. Hello Việt Anh. Hello mọi người. Hello Hiếu Trần. Ai nói Mi 30 tuổi, Mi kêu có người yêu mọi người. Mọi người nói vậy là sai rồi. Mi năm nay mới có 16 tuổi thôi. Hello anh Lý Tránh, cảm ơn mọi người đã gửi sao lên cho Mi. Hello Út Thị. Hello Trương Hải. Tẩy trang á, một cái hú hồn á. Hôm trước để mặt mộc lên livestream rồi mà mọi người. Hôm trước mình có để mặt mộc livestream mà. Mọi người không để ý thôi. Quả kiểu như con bách. Ok không? Đã dáng như ok không? Mua sao không được á? Sao lại không được? Có một tí yến của anh Mây. Tết này mình có về Gia Lai không á? Tết này mình không có về được mọi người. Tại vì là đang dịch ấy, không có về được nhà. Nhưng mà mấy hôm qua Tết đỡ dịch rồi mới về. Nít họ đánh hoài mà vẫn không đẹp giống mi á. Không, thật ra là mi cũng không học qua lớp make up nào đâu ấy mọi người. Mi kiểu như là kinh nghiệm nay kẻ Eleanor trong mắt xinh của ta, trời ơi, kẻ luôn cả cái nhầm, gọi là lông mi giả này, thấy không, thấy kẻ lông mi giả luôn không. Nghe tính nói gì ta, chị đỡ chưa, chị còn đang ho này. Nghe tính nói gì mi quên rồi ấy. À, trả tiền donate đây, trả tiền donate gì á? Ai làm gì có donate cho mi, làm gì mà trả? Điêu rồi con người kia, lừa dối. Mi thuộc dân tộc Kinh á, không phải. Mi là người dân tộc Nùng á các bạn. Tôi khổ quá mà được anh yêu tặng cho mình ngàn sao các bạn ơi. Tranh thủ nha. Hãy qua cái đoạn này là. Hello. Hello. Đó, mình sẽ chụp khoản này lại. Thôi, không có lừa dối. Đấy, được rồi. Được 2.000 năm sao là hạnh phúc rồi các bạn ơi. À nhầm. Lấy rồi. 1.999 mọi người, sao của mình đang 1.999. Lấy rồi. Ngày hôm nay không make up á. À, mọi người vừa nãy mình đang nói về vấn đề make up đúng không? Bữa nào mình sẽ live stream make up trên live cùng với mọi người để mọi người cùng xem nhá. Tại vì là các bạn, mọi người, với đấy bạn Thảo Phương là với mi là bạn không biết make up, nhưng mà thật ra là để mà make up ấy thì mi cảm thấy là ban đầu hồi lúc trước mà mi chưa make up ấy thì mi nghĩ là nó khó, nhưng mà mi make up rồi thì mi phải mi thấy là nó sẽ kiểu như là đơn giản ấy, nhưng mà đơn giản trong cái vấn đề là mắt à, không phải thì da của mọi người ấy, cái lớp cái da của mọi người phải dưỡng ẩm này, da thật là tốt, thật là kiểu như là nó có độ ẩm ấy, nó gọi là da đẹp ấy. Đấy, khi mà da đẹp thì các bạn nó make up kiểu gì nó cũng xinh. Đấy, mình đánh nhẹ nhàng hơn nó cũng xinh. Thế nên là quan trọng nhất là cái bước da, mọi người phải quan trọng nhất là mọi người cái dưỡng da ấy, dưỡng da đẹp thì sẽ make up đẹp thôi. Mọi người đừng có spam mi nhá.
trông mi như cô dâu. Hôm nay mi mặc váy như kiểu cô dâu công chúa. Nhưng mà hôm nay không có. Hello Linh, tạo một kiểu để chụp hình về chân hả? Ok không? Mi 16 tuổi thật hả? Không, Mi nói đùa đấy mọi người. Mi năm nay 21. Đấm nhau đi. Ủa tự nhiên cái livestream vui vẻ. Gọi là lên chúc Tết mọi người. Nên mọi người lên hù dọa mình đấm nhau. Dương Thị Oanh, hồi trước chị hứa up fan em mà không thấy. Ủa vậy hả? Để đây up lại nhé. Đây. Oanh hồi trước chị hứa. Mọi người đừng để ý cái giọng khàn của mình nhé. Tại vì là mình đang bị ho ấy. Đang bị ho ấy. Hello chị Lương Hương. Nhìn khó chịu á. Ý là nhìn khó chịu, sao lại khó chịu? Mọi người đừng có để ý nhé. Tại vì cái giọng của mình đang bị ho á. Yêu đuối lắm. Hello. Bà ấy gì, bà gửi Vega Minh Phương Trang ạ. À. Ui là trời, tôi không thể tin được. Xinh xuất sắc luôn. Em cảm ơn chị. Mày 21 tuổi trẻ quá. Phương 18 mà nhìn già hơn Mi hả? Ui. Lừa tôi à? Mọi người lừa Mi à? Mẹ ho. Bị cảm mọi người ạ. Cảm mệt mỏi quá. Hello 2006 người đang xem. Mi không thấy lạnh à? Chỗ Mi á, chỗ Mi hiện tại kiểu như là cũng không có lạnh lắm ấy mọi người. Hiện tại chỗ Mi chỉ kiểu như là có không đến gọi là 25 độ đâu. Nói chung là Sài Gòn mà các bạn. Cảm ơn chị Hương, cảm ơn anh Trương Ngọc Hải, cảm ơn mọi người đã gửi sao lên cho Mi. Nay đi đâu mà đeo lên hả? Đâu có đeo lên đâu, cái này là hiệu ứng make up á. À nhầm, hiệu ứng của filter á. Bà ơi, bà bầu mấy tháng rồi? U là trời. Xin người ạ. Em chưa có người yêu đâu mà mọi người nói thế. Được trả nước tặng sau, mọi người đăng ký ủng hộ cho Mi lại nhá. Mọi người nhá. Amazing, good job, hello Đức Ân. Hello mọi người. Ôi Mi có cái nặng á, Mi có một cục đây này. Không ra. À, tại sao khi mà Mi quay như vậy nhá? Mi quay như vậy các bạn này. Thì nó ra. Thì Mi quay giống như thế này. Nó không ra mọi người ạ. Hello Hữu Cảnh. Để mày thấy không thấy khó chịu quá ạ. Kiểu như là nếu mà mình đi ra ngoài đường ấy mọi người. Đấy, đi ra nắng hay là đi ra mồ hôi toát ra thì nó sẽ kiểu bết bết, mình rất là khó chịu. Nhưng mà Mi đi đâu Mi cũng cầm theo cái lược, xong rồi cay. Mình đi mình chải vài cái là nó cũng đỡ à. Đấy, nhưng mà nhưng mà kiểu như là xoài tóc mái thật sự nhiều khi Mi bực bội lắm. Nhiều khi nhìn vậy thôi chứ mọi người trên live mọi người kêu là ừ nhìn nó mượt vậy chứ, nhưng mà đi ra ngoài một xíu là thể nào nó cũng bị bết bết, xong rồi bị khó chịu ấy. Thế rồi tôi đi lên tôi kêu là hứa với lòng là sẽ không bao giờ để tóc mái nữa. Mi hứa với lòng là Mi kêu là Mi phải để máy gọi là hay mái ấy, đấy là sẽ đỡ hơn. Đấy, đỡ kiểu đi ra ngoài đường, đi ra biển các kiểu thì mình sẽ không phải bực bội vì cái tóc mái của mình ấy mọi người. Chứ mình để tóc mái không, cái lúc mà mình đi chơi ấy, mình đi chụp ảnh, mình đi sự kiện ở ngoài biển hay là nó gió ấy, là coi như là cái tóc của mình nó bay lên hết. Lúc đấy là chụp không có đẹp gì luôn. Mệt mỏi lắm mọi người, không phải đơn giản đâu. Hello Vinh Lê, hello Ki Bùi, hello Bích Chẳng. Hôm nay không đánh liên quân ấy, dạ. Nếu mà tối đánh được thì mình đánh, còn không thì thôi nhá. Mình em make up với cổ với mặt nhiều lên. Đó, Mi make up cổ với mặt đều hay vậy á. Nói chung là cái mặt của Mi á, Mi cũng kiểu là mình đánh cái loại gì nhỉ? Nó hợp với cái màu da ấy mọi người. Nó kiểu như là không bị chênh lệch quá với màu da ấy. Đấy nên là nhìn nó sẽ đỡ kiểu bị lệch tông hai cái mặt với cái cổ mình hơn. Kiểu vậy á. Chị đang đeo máy giả không? Hello Quân mà. Quân vẫn nét ghê luôn á. Quân chuẩn bị lì xì chị đi nhá. Hôm nay mình thấy cái bài tap. Hello Thùy Linh. Hôm nay mình thấy một cái bài đăng là A Cầm người thứ hai sẽ kiểu như là lì xì cho bạn vào năm nay. Quân chuẩn bị nhá Quân ơi. Hết cặn rồi đó. Mi like để mặt mộc á. Mi để mặt mộc mấy lần rồi mà. Bữa giờ Mi để mặt mộc mấy lần ấy.
Hôm qua là mọi người chưa gặp thôi, hôm nay mình make up. Make up cho xin view cao. Make up xinh á, bữa nào Mia làm cái make up trên livestream cùng mọi người nhá. Mọi người follow mi về nhá. Bây của mi được trả nước tặng sao rồi nên là mọi người cứ gọi là tranh thủ tặng sao cho mình đi. Chứ không may mốt mà cũng bị mất nữa thì mọi người lại phải chạy qua hỏi. Đó, cái tóc mái này trông cảm không? Chỗ là nếu mà mình bị tóc mồ hôi ấy, có thể nào nó cũng bị sao ta? Tóc mồ hôi là nó sẽ bị giống như nhìn bết bết đấy. Em cảm ơn anh Huỳnh Quốc Bảo đã gửi sao lên cho mi. Hello mọi người, không chơi game nữa hả? Không, mình bỏ game rồi, không chơi nữa. Không chơi game nữa mọi người. Mi đang làm công việc gì á? Hiện tại mi đang làm một streamer đến từ công ty Vega Minh. Đồng thời mình sẽ làm mẫu ảnh một KOL. Nói chung là mình chỉ là một streamer thì mình đã làm được 2 năm rồi. Nhưng mà để mà gọi là KOL thì mình gọi là mới à? Gọi là một KOL bé xíu xíu thôi, chứ không phải là kiểu là nổi tiếng quá ấy. Đấy, kiểu như thế. Mình sẽ có những cái shop quảng cáo hay là chụp ảnh gì đó. Đây là nghề của mình. Hôm trước mình bị la. Hôm trước mình làm một cái review đi ăn đấy mọi người. Sau cái mình bị la, nó kêu là ui, bé tí mà không biết, không chịu làm gì, suốt ngày đi ăn đi chơi, xong rồi cái xài tiền của ba mẹ các kiểu. Thế đọc xong cái comment cái muốn khóc luôn á. Đọc xong comment muốn xíu luôn á mọi người. Thế chứ mình 21 tuổi mà mình tự lập kinh tế các kiểu rồi mà vô bị nói như thế, cái hồi kiểu như là mình kiểu ấm ức ấy mọi người. Không, mình có làm gì người ta đâu mà thấy người ta đi chơi. Không phải là đi chơi mà thật ra là kiểu như là mình là chuyển qua làm bên review. Đây mình đi review thì mình sẽ bắt đầu mình livestream cho mọi người cùng biết là những cái chỗ đó nó như thế nào. Đấy, thế nhưng mà không hiểu kiểu gì vô bị la quá trời. Đi review và đi làm công việc cũng bị la. Khổ ghê luôn á. Ngày nắng chị cởi áo đi, tào lao. Mà nói chuyện tào lao vậy. Mọi người vô nói chuyện vui vẻ không quạo nhá. Đừng có để bị quạo nha. Hello Hải. Em nói có 21 tự lập kinh tế anh bị tổn thương á. Không, tính ra là mọi người ạ, tại vì là mi, thật ra là mọi người hay nhìn mi, mọi người nghĩ là mi nhà con gà nhà giàu các kiểu, rồi gọi là sung sướng từ bé hay gì đó. Mọi người nhìn mình vô, các bạn toàn nghĩ mình là kiểu là kiểu như công chúa ấy. Đấy, nhưng mà thật ra là mình thì một lọ lem nha các bạn. Mình nghỉ học từ năm lớp 10 cơ. Mình nghỉ học từ năm lớp 10 các bạn. Mình học từ năm lớp 10, xong rồi các mình gọi là dòng đời xô đẩy lắm mà mình mới có thể gọi là thoát ra được cái cảnh nghèo. Mình làm streamer từ đó mình gọi là mình chuyển lên làm hộ cận nghèo nha các bạn. Ngày xưa mình nghèo. Đấy, nhưng mà bây giờ mình chuyển qua làm hộ cận nghèo. Hello Thùy Dương. Hello sếp. Ui, idol ruột ạ. Hôm nay được sếp vô xem live các bạn ạ. Tiểu thư cành vàng lá ngọc quá, không có đâu. Đấy, chẳng qua là mọi người nhìn mình vậy thôi chứ thời xưa mình cũng phèn lắm. Kiểu như là một thời gian mình phải cố gắng rất là nhiều ấy. Đấy, thay đổi từ ngoại hình xong rồi thay đổi đến tính cách các kiểu mọi thứ mình cho nó phù hợp ấy. Hello Tuấn Phạm nhìn giống streamer em bé. Đâu, em bé là idol chứ làm gì streamer. Hello Hồng Nhung. Hello mọi người. Hello Tiến Điệp. Ôi em cảm ơn mọi người, cảm ơn Đặng Thị Thu hả? Em cảm ơn mọi người đã gửi sao lên cho em nhé. Sao ạ, đi Kha? Với Mi đã khá. Nay được tặng sao rồi, hello anh Hiệp. Đấy, cơ hội của anh tới rồi đây. Mi vừa mới mở nút tặng sao, Mi có người yêu chưa? Hiện tại thì Mi chưa có các bạn. Mi đang tính là, dự tính là tầm qua năm hoặc là năm sau nữa Mi sẽ có người yêu. Mình kiểu là thích kiểu như là tính toán ấy mọi người. Không phải gọi là tính toán mà mình thích có kiểu như là, người ta đấy là người ta gọi là gì ta? Mọi người ha? Mọi người nhở? Cái gì nhở? Kiểu như là có một cái lối sống gọi là cái gì ta, quên mất đi rồi. Nói chung là mình, tại vì hiện tại công việc của mình chưa ổn định ấy, nên là mình chưa có quen. Đợt trước mình có quen á. Đấy, nhưng mà nó khổ quá. Mà quen lúc đấy kiểu như là còn nghèo mọi người. Xong rồi cả hai đứa và mọi người có hiểu cái cảm giác mà yêu nhau mà trong lúc nghèo không? Đấy, mình sẽ kể cho mọi người gọi là gì ta? Ai vừa gửi sao vậy ta? Hello, em cảm ơn anh Hiệp nha.
hẹn qua Tết nha. Dạ anh, vậy thì cũng được không sao hết. Nhân kể với mọi người là đấy, hồi xưa ai cũng có một cái mối tình gọi là sinh viên hay là gì đấy đúng không? Đấy, nhưng mà My không phải là mối tình sinh viên. Nhưng mà My có một cái mối tình gọi là cũng cách đây năm, hơn năm thôi. Đấy, xong rồi cai gọi là sao ta, yêu nhau nhưng mà lúc đấy mình cũng nghèo nghèo ấy. Thế xong rồi các mình yêu nhau mà kiểu không có tiền ấy, mọi người mình cảm thấy nó cứ sao sao ấy. Không, nhưng mà mọi người cũng thế mà đúng không? Mọi người kiểu yêu một người con trai, người ta đang trong cái lúc tự lập, mình cũng là một người con gái đang lúc tự lập với hai đứa yêu nhau. Xong rồi cái nhiều lúc mình đi đâu đường mình muốn mua cho chồng, à nhầm, không phải chồng, ý là người yêu mình một món quà gì đó nhưng mình không có tiền mua đúng không? Xong rồi cái mình thấy người ta dắt người yêu đi ăn, mình cũng muốn dắt người yêu mình đi ăn nhưng mà mình chưa có, gọi là chưa có tiền ấy. Đấy, không, cái mình không thể nào làm được với cả người yêu của mình. Xong rồi cái nhiều cái vấn đề nó xảy ra rất là nhiều, nên là mình cảm thấy rất là tự ti về bản thân ấy. Nên là mình nghĩ là khi nào mình thành công một chút đó, xong rồi cái mình có một chút gọi là ngân khố trong người, xong rồi cái mình mới kiếm người yêu. Cái gì có nước tặng sao là tăng view hả? Hello anh Phan Hồng, em cảm ơn anh nhiều nha. Mọi người tranh thủ mọi người mà tặng sao cho My đó. Nãy lên hạng 2K4 hả? Nãy lên tận 2K8, 2K9 kìa. Không, nhưng mà mọi người, nhưng mà mọi người có công nhận một điều ấy, chính là trong yêu như nào, yêu nhưng mà hạnh phúc nhất vẫn là kiểu như là cái tình cảm mà tình yêu gọi là một túp liều chanh, hai trái tim vàng. Mọi người có cảm thấy thế không? Đấy, tuy á, là cái tình yêu đó nó không được lâu. Đấy, nhưng mà mình để cho mình kiểu rất là kiểu như là mình kiểu như là kiểu bị sâu đậm ấy. Đấy, tâm sự hả cô? Đúng rồi, May tâm sự nha các bạn. Em cảm ơn anh Tiến Điệp nha. Em cảm ơn anh Long Apple đã gửi sao lên cho My. Đây nói chuẩn quá nhỉ. Tại vì là em cũng từng trải qua mọi người. Nhưng mà nói chung là làm thì làm, tình yêu cái tuổi mà một chút túc liều chanh, hai trái tim vàng, đấy là cái gọi là cái tình yêu mà mình cảm thấy là nó gọi là đáng kiểu như là kiểu giữ sâu trong lòng mình nhất ấy, kiểu vậy ấy mọi người. Ôi hello chị Thủy, em được mở nút tặng sao này đấy, mọi người tranh thủ. À em trời ơi tự nhiên vui quá, cây bị ho mọi người. Hôm trước OTA nói My là khi nào mà có nút tặng sao thì AD và gửi sao cho My. Đấy, chị Thủy ạ, em chỉ ý là em chỉ nhắc vậy thôi. Em chỉ nhắc vậy thôi chứ em không có ý gì đâu nhá. Nhưng mà nhờ chị chuyển lời nhá, em có nút tặng sao này. My ngứa mặt á, đâu có đâu. My đâu có ngứa mặt đâu. My ngứa tay ấy. My không biết kiểu tay My ngồi không biết làm gì, nên là My cứ đụng chạm cho vui ấy mà. Hello anh Long, em cảm ơn anh. Cô bé 23 tuổi chia sẻ kinh nghiệm yêu. Không, em 21 tuổi nha mọi người. Không phải ngứa đâu, không phải đấy gì hết đâu, nhưng mà kiểu tay để không ấy, kiểu ngứa tay ấy mọi người. Tết này My có về Gia Lai không? Không. Tết này My ở lại nhưng mà qua Tết My đi, My về nhà. Tại vì là về cách ly lâu quá, My không có về được. Hello Nguyễn Khánh ở dưới quê mọi người, người ta bảo là làm sao ta, đụng chạm khoe vớt. Không phải là ý là không phải muốn khoe là bộ móng hay là khoe gì đâu ấy, chủ yếu là kiểu tay ngứa khó chịu ấy, kiểu tay cứ thích đụng lên đụng xuống ấy, kiểu khoe khéo ấy. Em xem bị lỗi gì mà không mua được sao hả? Ok Tàng nha. Hello chú Nguyên, hello mọi người, hello anh Thế Thị. Em ở đâu ra lời á? Ôi ngồi đây hôm nay nhân tiện kể chuyện với mọi người nhá. Em cảm ơn chị Thủy. Tự nhiên cái được sao của gọi là chị quản lý bên OTA cái khỏe hẳn các bạn. Và bây giờ được sao của OTA nữa thì hạnh phúc luôn. Không, nhưng mà mọi người à, mọi người đừng có cười là em nhỏ tuổi nhá mọi người. Thật ra là nhiều khi mình nhỏ tuổi ấy, nhưng mà suy nghĩ của mình chững chạc thì nó vẫn gọi là được gọi là chín chắn chứ còn gì nữa. Chủ yếu là do mặt em nó trẻ trâu thôi, chứ còn suy nghĩ của em thì nó hơi trẻ nghe xíu. Không, nhưng mà đùa chứ là suy nghĩ của mình thì nó kiểu bị là gọi là bị làm bà già bà trẻ á mọi người, người ta gọi mình là bà trẻ. Tại vì là mình kiểu suy nghĩ của mình nó bị kiểu
nó không đúng với cái tuổi của mình ấy. Đấy, ai cũng nói là suy nghĩ của mình nó phải tầm 30 tuổi. Nhưng mà thật ra mình nghĩ là cũng tầm 29 tuổi thôi. Sang chấn tâm lý hả chị? Ngất xỉu. Hello Hà Trọng Anh. Hello mọi người, Thảo vừa nói cái gì đấy? Tí vào inbox Thảo gửi địa chỉ nha. Nay chưa nạp được, hẹn bé My ra Tết à, tặng quà sinh nhật cho My hả? Thôi từ từ đã rồi tính. Chúc sinh chúc mộc đầu đình, My sinh My đứng một mình những cơn tinh tinh. Ai My đọc à? Đọc gì ta? À, đám cưới cho mọi người xem nhá. Em xin đám cưới. Anh ơi, đồ làng có con chim xanh, ăn no tắm mát, đậu cành rau xanh. Đường về bên ấy còn xa, đường về bên ấy cho ta một người. Một người 18 đôi mươi, một người xinh đẹp xinh tươi hơn mình. Chúc sinh chúc mộc đầu đình, em xinh em đứng một mình như con tinh tinh. Cái câu đấy thật ra là chúc sinh chúc mộc đầu đình, em xinh em đứng một mình thì em vẫn xinh. Nhưng mà mình thích đọc là em xinh như con tinh tinh cho nó vui vậy á. Hello mọi người, hello anh Trần Cảnh nhá. Đấy, mọi người cứ nhận mình làm vợ ấy, mình thích lắm các bạn ạ. Tại vì là sắp tới sinh nhật của mình rồi. Đấy, bữa giờ mọi người các bạn fan cứ nhận mình làm vợ thì mình thích lắm. Tại vì tới sinh nhật thì khi mà chồng mình nhận là mình có chồng đúng không? Các bạn nhận mình làm vợ, đấy thì mình có lý do để mình đòi quà sinh nhật. Đúng không các bạn? Đấy, còn bà bảo mọi người không có nhận mình làm vợ thì mình sẽ không thể nào mà xin quà sinh nhật được rồi. Nhưng mà bây giờ có lý do nha các bạn. Đấy, chồng nào vừa nhận vợ xong thì nhớ chuẩn bị quà để mà chuẩn bị sinh nhật trước đi nhá. Mấy hôm nữa tới sinh nhật em rồi mọi người à. Em cảm ơn mọi người đã gửi sao cho em. Cảm ơn Tài. Mi vừa mới bị trôi mất mấy cái ấy. Cái cơ. Hello anh Đặng Thuận. Hello Linh, cay thật chứ gửi một sao không được. Đọc comment mà muốn khóc luôn á. Cảm ơn anh Hiệp. Ôi, cái comment của anh Hiệp nó bị trôi mất tiêu rồi anh ạ. Hello ác quỷ. Sinh nhật em hả? Hello Minh Thư. Đấy, giờ ông nào mà cứ kiểu là nhận em làm vợ ấy thì em cứ phải nói câu đấy cơ. Đấy, chồng mã sắp tới sinh nhật em rồi. Đấy, các chồng mà cứ nhận em làm vợ, làm người yêu kiểu thì chuẩn bị tâm lý tặng quà sinh nhật đi. Răng của Mi để bát răng Mi răng sửa mọi người. Chị có thể chia sẻ các bước make up á. Make up của Mi hả? Mi make up kiểu như là đầu tiên là phải dưỡng da. Mi phải dưỡng da. Mi quen với chị Linh lớp trưởng hả? Hello anh Nguyên Thắng, chị Linh là bạn của Mi. Bạn thân. Chị em chung nhà, thân thiết. Tại vì là nếu mà muốn có make up đẹp ấy mọi người, đầu tiên là các bạn phải kiểu biết make up xương xương. Đấy, make up xương xương là được rồi, không cần phải make up mà gọi là chuyên nghiệp đâu. Nhưng mà các bạn là phải có một cái làn da tốt nha, mọi người phải dưỡng da rất là nhiều á. Dưỡng da cho da ẩm này, có độ ẩm này thì da của mình lúc mà mình make up nó sẽ không bị kiểu như là bị khô da xong rồi nó sẽ bị chóc vẩy ấy. Mọi người có những cái trường hợp mà mình make up lên lúc nào nó cũng bị khô xong rồi nó cứ kiểu nổi nổi lên cái da của mình nó bị kiểu như là sao ta? Nó cứ bị khô khô rồi nó nổi lên mấy cái vây vẩy 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 ấy. Đấy, đó là lý do các bạn bị như vậy là da của các bạn bị khô. Đầu tiên là do các bạn không skin care hàng ngày. Với cả thứ hai là chính là các bạn trước khi make up á, mình không có dưỡng da. Mình phải có một cái loại gọi là dưỡng ẩm trước khi make up á. Đấy, thì khi mà các bạn make up thì da nó sẽ không bị khô. Lớp nền của Mi á, chẳng qua nhìn đây có gọi là có app rồi nên là các bạn không nhìn thấy chứ còn bảo cam thường ấy. Đấy, hay là ngoài ấy, nhìn vô lớp nền của Mi nó rất là kiểu như nó căng ấy, nó căng tròn, nó căng mọng ấy. Lẽ ra nó cũng kiểu là căng hơn cơ. Nhưng mà tại vì bữa nay Mi không có skin care mấy hôm rồi ấy, thì bữa nay Mi toàn là để vậy không à, không có skin care. Nhưng mà trước khi mình make up thì mình đã dưỡng da cho nó rồi, dưỡng ẩm cho nó rồi. Xong rồi cái mình dưỡng vô, cái mình để tầm vài phút để cho nó gọi là nó ngấm vô da ấy. Xong rồi cái mình sẽ lấy hơn. Nhưng mà bữa nào để mai mốt gì đó Mi sẽ gọi là Mi sẽ làm một cái live stream. Đấy, make up trên live cho mọi người xem nhé. Sâu vòng 1 đi, có vòng 1 đâu mà đòi sâu mọi người. Cảm ơn Duy Vũ đã gửi sao. Cảm ơn mọi người đã gửi sao lên cho em. Em cảm Một chồng thì tặng quà chứ nhiều chồng quá. Em ơi, ai bảo mọi người nhận em là vợ thì mọi người phải chịu trách nhiệm với em chứ. Mọi người ơi, còn 10 ngày nữa mọi người cố gắng giúp Mi đạt chỉ tiêu rồi nhá. Tại vì là Mi đang bị thiếu chỉ tiêu quá trời luôn ấy. Hello Nguyễn Huy Đạt, hello chú bộ đội, hello Thành Phu Hô, hello tầm thể.
Na của chị như em bé trầm cảm. Kiểu như là mình dưỡng da nhiều thì nó thế. Mình dưỡng da nhiều nó sẽ có da đẹp. Với cả là qua app nó sẽ khác mà các bạn. Có người hỏi kìa ông. Có người hỏi kìa, cái gì á? Hỏi cái gì á Thảo? 100k sao à? Ừ, nhưng mà chắc là cũng mấy 10 ngày mà, còn tận 10 ngày mà. Chỉ tiêu gì nói luôn. Đó, chỉ tiêu sao đó mọi người. Cố gắng chạy được. Hiện tại em biết có được bao nhiêu ca rồi, mình vô mình xem là nhá. Bình thường mình make up tầm mình make up gọi là thường thường ấy, nếu như mà người ta make up mà kiểu make up kỹ, người ta đánh highlight các kiểu ấy, đấy thì sẽ lâu hơn mi. Đấy, mi chỉ make up được tầm khoảng chưa đến 1 tiếng đâu. Mi make up tầm 30 phút hoặc có thể là 40 phút. Đấy, nói chung là quan trọng mới là lớp đánh nền. Đánh nền phải đánh mắt thôi. Là mắt mi đánh nhẹ nhàng lắm mọi người, mi đâu đánh này đâu. Mi đánh kiểu như là đánh một màu ấy mọi người. Mọi người có thấy mắt mi không? Hồng. Đấy, có nghĩa là mình rất là lười đánh mắt. Nhưng là mình kiểu như là quất hết một màu, đúng màu hồng thôi. Tất cả mọi thứ mình kiểu quất màu hồng hết. Ông cụ sáng tạo. I love you baby. Dạ, mình đang khả đó mọi người. Ừ, tối đăng bài kêu gọi. Kêu gọi mọi người vô tặng tặng sale. Cơ hội yêu thương của các bạn là đến với mình rồi đấy. À, công cụ sáng tạo ở đây. Check xem là có bao nhiêu sale rồi. À, hiện tại là đang có 2261 sao. Ừ, trên này là được 2787 sao, là được 5000 sao à. Nên là cố gắng và tính ra 5000 sao, còn 95 sao, 95000 nữa. Ủa, xịn thế. Giọng mi hơi khàn đó mọi người. Mọi người đừng để ý nhá. Nói chung là từ từ. Filter cứ giật giật á. Hello Thảo Vân. Chúng mình một ngày kiếm 10k sao là ok. Nói chung là đi ăn xin thôi, chứ không có gì hết trơn. Hello Minh Nghĩa đấy, không chơi game à? Lại lười chơi game em. Tại vì là đang mệt đấy. Sợ chơi game mua đau đầu. Chơi game ngánh tim mệt mỏi quá, đau đầu. Giải cứu với mình đi thôi. Hết phải giải cứu mi rồi. Bữa nay mi đang không phải bữa nay mi được trả nốt tặng sao rồi. Nói chung là thời mi tới rồi. Thảo ơi, Thảo muốn lên đây nói chuyện với mi không? Mời nhá. Mọi người ở đây có lên nói chuyện được á. Ở đây có khách mời lên nói chuyện với mình được ấy các bạn. Mọi người có muốn lên đây nói chuyện với mình không? Tài. Tài ơi. Tài có muốn á? Tài có muốn lên đây nói chuyện với mi không? Có ai muốn lên đây nói chuyện với mi không các bạn? Hello Toàn Nguyễn. À, chia sẻ lên trang cá nhân. Người xem. Tài thử ấn vô ấn lên đây xem. Hello gì mai hát bài đi mi đang bị ốm ấy. Hello Hoàng Giang, sao không gọi em? Thôi gọi mấy bạn kiểu như là quản trị viên lên thôi. Thôi để lần sau, hôm nay á, hôm qua trang điểm đẹp thì không mời. Lan nữa sợ tủ bị hòa hôi. Thảo lên hát không khéo Lan nữa lại lên view đấy. Gọi chị Linh. Không, gọi chị Thư. Đây, gọi chị Thư vào đây chơi. Đây, gọi ai nhở? Gọi ai được nhở mọi người nhở? Hello anh Thiên Thượng. Hello mọi người. Gọi Thảo Phương. Hello Dương Nguyễn. Mấy bạn thân thì lại không lên đúng không? Mệt mỏi các bạn ghê. Chắc là phải hết thân rồi các bạn mới lên được nhở? Hello mọi người, giọng cute quá. Không, giọng mình là đang bị ốm đấy. Hay nhờ. Đang làm cái gì đó đại ca.
làm cái gì đó đại ca. Rồi chị Linh lên like. Hello Da Huy, hello mọi người, gọi Thảo đi á. Thảo không có lên. Rồi gọi ai, mọi người muốn gọi ai này? Mọi người lên 2, lên 3k view đi mọi người. Đừng làm cái gì đó. Hello anh, hello Trường Sơn, hello mọi người. Lần sau nha Mi, lần sau Mi like, Mi nói trước Thảo để Thảo lên nhá. Ok không? Tụi đừng ăn cơm. Thảo mang được không? Không cho, ăn. Đang tính gọi chị Linh nhưng mà chị Linh đang ăn cơm mọi người ạ. Ăn cơm với gia đình. Mẹ thôi. Có ai gọi ta? Mọi người giờ có ai không? Tại vì không có thân với ai hết trơn. Mà có thân thì mọi người bận hết rồi. Chỗ này là trời. Hai cơ làm yêu ngại lắm á. Ngon hiền như Mi có nhiều người yêu á. Hello bà Hồng. Thôi Mi muốn có một người yêu thôi được rồi. Mới mây hả? Có bậc Hồng. Ta ăn với ba mẹ. Ăn với ba mẹ hề thôi. Ăn đi. Đây rủ mọi người khác. Hello mọi người. Lên mic. Lên mic đề. Mi có người yêu chưa? Mi có chồng thôi nhưng mà chưa có người yêu được không mọi người? Giọng Mi bị sao? Bị ốm. Được mà. Vào đi. Cho mây lên. Anh chuẩn bị like rồi. Ờ, vậy thôi. Hết rồi. Không ai lên mọi người. Không có ai lên luôn ấy. Mi tiêm vaccine chưa? Mi tiêm 3 mũi rồi. Này còn cái này uống nốt đi nhỉ. Anh Tài kìa, Tài đâu có lên đâu. Mi đẹp quá, thả tim luôn á. Ăn tim cho mọi người này. Mọi người cất trái tim lại. Mọi người follow Mi chưa? Đánh son kể Eleanor hả? Ok, Thảo lên chơi cũng được. Hello anh chàng trung tình, cảm ơn anh đã gửi sao. Mi tiêm 3 mũi rồi á. Mũi thứ 3 trời, Mi sốt lên sốt xuống đó mọi người. Không có trời sốt luôn. Thảo lên mọi người ạ. Thảo lên like. Hello Thùy Dung. Hello mọi người. Mọi người follow Mi với nhá. Bữa nào mình làm quả vlog về nhà chơi ha. Bữa nay dịch quá mình chưa có về. Mà nhà quê ở dưới nhà mình á, kiểu nhà tôn, nhà bé lắm mọi người. Chưa có xây được. Khi nào giàu mới xây. Khi nào giàu xây làm clip cho mọi người xem. Đề nghị cho xin yên tư hả? Không mẹ ơi. Đùa chứ. Cái Mi có gửi, Mi có để cái bạn ở trên đây nhá mọi người. Hôm nay Mi sinh nhảy ta. Nay Mi hóa thân thành nàng công chúa đó. Nên được mấy người á? Hình như 1-2 người hay sao? Chị không biết nữa. Mi ở một mình hay ở với ai á? Mi ở với Mây, bạn thân. Bé Mi hay các bạn chào mọi người đây. Dạ em chào mọi người. Sao mặt đây Mây á? Đây. Đây mặt Mi đây. Nãy giờ có giống mặt đâu. Bây giờ Mi đâu có làm gọi là streamer giống mặt đâu các bạn. Mình đây. Mỏi quá. Mỏi cổ. I love you la, 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 la. Hello anh ha. Mi sắp về ăn Tết chưa? Mi không về Tết mọi người. Qua Tết Mi mới về cơ. Hello anh Thành Diên. Đây đau họng không hát được. Cho Thảo lên hát nhé. Cho các bạn lên live hát nhé. Hello Yển Như, đâu có hay đâu. Bị đau họng ấy mọi người nói đâu được đâu. Hello anh Nguyễn Nhẫn. Gửi được không nhở? Gửi lên đi Mi thấy Mi... Ở đây. Thảo ơi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
hay thôi tắt đi, ngại vãi ra, thể xấu vãi. Không, mình không quay cam qua mặt được đấy. Đấy, mình chỉ lấp thôi. Đi kìa mọi người, trên này nói chuyện với nhau được kìa. À, Mà không phải biết nào ấy. ủa không có app Tính luôn thế. đấy. Thử mò xem không. Hả? Bao nhiêu cái app biết rồi Không không có app đấy. luôn ấy, xấu vãi, hề xấu xấu Sao vãi. lại Thảo thích chỗ bàn chán đúng không? Bên đó là bên 2 giờ sáng rồi. Anh Ngọc, anh Ngọc nhớ. Đây, nhưng mà chị được. Thôi cho các bạn nhìn, không có cái phần qua lại nhở. Đây cho các bạn nhìn này đi cho đỡ ngại. Hợp lý Hợp không? Hợp lý luôn. lý đấy, Đây cho các bạn nhìn ảnh thôi, tại vì hôm nay mình kẻ ai lên lôi, nhưng mà kiểu nhìn sau nhìn cho ánh đèn hay không ấy, da xỉn lắm, da đen của cái. hãy để như này cho các bạn. Thảo được Được chứ, tôi ngại chết rồi được ấy, đó. tại vì cái màu Thảo nó hay có xấu sáng. á, cái màu nó xấu, nó không được sáng. À, không thiếu, không thiếu hết. Ừ đúng Mà rồi, kiểu thiếu cái đèn đèn nó á. kiểu ở đây nó mới đẹp. Của mi là bao nhiêu đèn nó rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Đấy các bạn thấy không? Ừ đúng Nhưng mà tắt rồi. đèn đi là nhìn nó như vậy à. Nó nói chung là phải do cái đèn Anh rượu đúng như tốt thì nó thế. mới đẹp. Đen thì lấy đâu ra trắng, anh rượu bảo minh đen thì lấy đâu ra trắng được. Thảo Ôi đi vào mẹ. làm giờ kìa. Ôi, xin lỗi bạn Duy nhá, xin lỗi Duy nhá. Ở đây Có nào, ban Duy đi, đúng rồi, đừng có ngại Thảo ạ. À, ở đây có ba ban tháng Duy là đi, cứ xử thô lỗ ghê. Ban mình Duy làm luôn. nhé. Thật đấy chứ. Tôi nghe lên như thế. Thôi em để ảnh thôi mọi người, đừng có như thế. Chào xin. Mọi người nhìn này Ờ thế thôi thôi nhìn cũng được ảnh rồi. thôi, bây giờ mọi người nhìn 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 ngoài đời vỡ mộng đấy. Vỡ mộng đấy. Do mời lên nó hơi lag ấy. Anh như kiểu là gọi điện với nhau. Như con bị Có cận hôn chị mắt nhìn không? thấy em nha Ki Bui. Lag hả? Tớ Thôi lag quay chưa? mặt đi á, quay mặt đi. Bây giờ quay mặt đi xấu lắm. Mà răng cửa của mình bị thưa ấy, kiểu nó không được xinh như trên ảnh đâu. Răng cửa nó, hai cái răng cửa nó bị thưa ấy, đang bảo là đi sửa răng nhưng mà mãi vẫn chưa sửa được ấy. Thì mình không lên Hà Nội được. Này phải quay cho mọi người xem Mia tí có đóng không? Tí có đánh không? Đó. Thì có đánh không? Không biết nữa. Để xem đã. Rồi đâu ai để ý đâu. Ở trước mi bị mẻ cái răng cửa mi còn quay cơ mà làm cả clip cơ mà. Ý. Nghe cái răng ra xem. Ở trước mình bị gì ta, sao mặt mỏng đi á, mặt mỏng thô nước sâu rồi. Hello Văn Lợi, hello chị yêu, đang ngờ gọi chị. Trời, xinh thế mà cứ đấy Đầu thôi nhỉ, tóc còn cứ 5 giấu mét thôi, đó cô. tại bên nó không, nó mặt mộc mà các bạn. Bà mi Con nhìn Thảo tàn đi nhang. đi này, Tính ra mặt mặt Thảo mình tàn mướt nhang. phết đấy chứ. Nhưng mà da trắng, trắng mịn. Ít mụn thôi. Mọi người qua lát nữa một ai muốn lên đây chơi nữa không? Chồng Quân lên nhắn lát nữa cho Quân lên. Gửi Ủa, Thảo xuống cho anh Quân lên. Hải à? Hello anh.
Duy ơi, lên đây đi, Duy, Hello Hoàng ca. Không biết lên được không nhỉ? Hình như lên được hai người một thử lần đấy. đi. Hai người một lần đấy. Ôi, hello anh Tùng. Ôi được idol gửi cho gói mì kiểu. Ôi, cảm ơn My ta, ơi, My. Mita. Cảm ơn My anh ơi, Tùng đẹp trai. dùng dòng này này, dùng dòng này này. Ừ, dùng dòng này này. Ơi. Phấn nước ấy đánh vào nó bị nó mịn ra ấy, nó tẹp vào da ấy, nhìn xinh cực. Kiểu như Ừ đừng có đúng tự rồi, tin đánh vào vào mình nhé. nó xa, nó không bị kiểu, Cái gì đó nó không bị kiểu bị khô ấy ấy, đánh vào sướng cực. Thảo lại Thảo dùng quả, Thảo dùng này 2 năm rồi, đánh vào sướng ơi sướng, mà cũng 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 giá cũng yêu lắm, giá chỉ có tầm khoảng 450 thôi. dạ yêu lắm. Này Nói chuyện như kiểu mới ba đáp này, tí nữa vào inbox gửi gửi cho tôi cái địa chỉ nhá, gửi cho tôi cái địa chỉ nhà nhá, cái địa chỉ chỗ chỗ bà đang ở ấy, rồi là để tôi đặt quà tôi gửi lên đấy. không đâu. Tôi không đâu. Ồ, lỡ bị dụ thì sao? Nhưng mà Thảo ra lắm. Uy tín này kêu Ừ. gian. Nghe không nghe. Chị không biết gì đâu. Đã đâu Thảo lại là thương. Gọi là thương thầm nhớ trộm mi cái mò qua đây thì sao? Hợp lý, Hay tìm mi hợp sao? lý ấy. Chết mẹ, tham gia một Mình cái phải toàn bảo người trọng mọi quen người. vãi. Hello Tùng nhá. Cái gì? Tùng, Hello chồng nhé hả? tung 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 tung. À trời mắt. Ở đâu mới thành chồng chứ? Từng nốt nào có chồng mọi người ơi. Ơ nhưng mà trên này lát nữa ai lên được không? Sẽ lên được hai. Duy, Ai trả gửi hối sang lộ nhờ? mình đi, mình gửi địa Đâu chỉ anh Ngô Quốc cho. Thái, em cảm ơn anh. Anh muốn hối lộ gì? Anh Diệu biết hối, biết địa chỉ Mi kìa. Tục view, tìm vụ tục view hả? Không sao. Anh muốn chơi Chụp cười. view rồi kìa chị. Sao ạ? Nhưng mới đây nhiều nhận nhiều người nhận làm chồng á. Nhận hết các chồng gửi 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 ấy cho các chồng gửi gửi quà cho sinh nhật cho vợ đi, cho vợ mi đi. Sắp tới sinh nhật rồi đó, mọi người tranh thủ nhận vợ thì nhanh đi. Qua sinh nhật là không nhận nữa đâu. Tới sinh nhật là Cái này hết cho Thảo mới nhận đóng đó. khung xong, cái ảnh này Thảo mới đóng khung xong cũng chưa biết nên treo vào đâu ấy, định treo vào cái chỗ đầu 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 chỗ ngủ ấy, mình mới đóng Treo ở khung trên. xong. Ừ, đúng rồi, treo. Mi bảo là làm mấy cái tấm ảnh treo lên trên nhà. Chưa làm. Làm chồng thế chịu sao được. Ừ. Đã ra ăn cơm chưa? Ở chưa Thảo ăn Thảo cơm chưa? vừa mới ngủ dậy. Vừa mới ngủ dậy xong rồi là định ăn tí xúc xích heo con mồi, chứ chưa ăn gì cả, béo lắm rồi ăn gì nữa, buổi tối không ăn, ăn nhiều quá béo. Ừ, tôi xúc xích Anh Diệu anh cứ chê Thảo béo. hơi béo đâu. Mình anh rượu anh ghế chứ. Thật mà. Mình biết mình giả bộ im im. Đang ăn gì vậy hay im? Đang nói chuyện với nhau á mọi người. Mọi người muốn lên đây không? Làm thơ. Ai bài làm thơ vậy không? Thơ của Mi đó mọi người. Ăn đó. Quá
Hóa. Để lát nữa. Đây, chụp gửi cho. Hello. Hello đại. Hai Thị chị đéo thương. nhau đi là gì? Hay hai chị đéo nhau đi là gì? Gọi là thương lắm. Hai chị quấn nhau đi hả? Hello. Nha. Tôi tức ghê. Ok. Gì nữa? Ok. Mi hỏi thở ăn không? Cái Thảo kêu là có. Mi kêu là thở Tôi ăn không thể luôn. bóc nó Nha, ra ăn hộ người ngon ta, nha. cho cả một cái múi. Cho Ô, cả một cái Mi thương múi Thảo trông thế cơ chán mà. chưa? Đây. Bóc Đấy thì ra lại xong được rồi bóc chụp luôn. vào. Đấy. Ai ai gọi Ghê. là Yeah, thôi thôi, Duy đừng có nói thế, Thảo bị ném đá bây giờ. nói gì đó. Ở đây có hai mi ạ. À, trên này là mi nhỏ, bên dưới là mi lớn. Anh rượu làm sao Mi ấy nhỉ? hai Anh rượu k, cứ chạm vào nỗi mi đau hai của em k đấy. Anh rượu bảo là răng idol đẹp thế đủ mà. em đi xem nào. Tự nhiên em đi xem. Giống mi gì, răng mi hôm trước răng mi còn bị hôm đồ bị mẻ một miếng to hơn ấy. Hôm trước mi ăn trên nhà có bị mất mất một miếng. Không mọi người, mi chửi nhau đi. Mi không biết chửi nhau mọi người. Biết nói những lời yêu thương thôi. Trời ơi. Hát gì Ok em. Hoàng Hải bảo là chị Thảo xinh quá nên em chọn chị My kìa. không? Đẹp trai nhé. My ơi. My ơi. Ơi. Đến giờ Thảo đi quỳ xuống đòi đòi nợ Ơi. rồi. Bây giờ đi quỳ xuống đòi nợ rồi. Bây giờ đi Ngoài nữa đi ai? quỳ xin các anh chị giả nợ cho em, gần đến Tết rồi em còn có tiền tiêu. Hẹn mi phát sau nhá, hẹn mi lần sau nhá. Like thì nhớ bảo người ta một tí để người ta trang điểm Bye đẹp nhá. Đừng để như này nhá, người ta chết đó. Ok nha. Bye bye mọi người. ok. Bye. Mình tưởng Thảo không biết tắt chứ. Đang chết cây mọi người. La. Hello Tuấn Điệp nha, nên nhiều người xin được không? Nhâm nhâm. Bọn Thảo hợp tác bất cơ. Hello Khánh Mẫn, đồ lát đấy mọi người. Nào thì là đồ lát đúng không? Đúng không, đúng không? Đang có hai thiên thần rồi chuyển qua. Một thôi được không? Để Thảo đi. Thảo đi quánh nhau rồi. Gọi mẹ kia thôi em xin chị. Hello anh Ken. Anh Diệu không được nói thế nhá. Do Thảo không lên với em được bây giờ. Hello Nguyễn Phi. Anh nhìn đang bị ho. Ho mẹ cảm lắm mọi người. Anh nhìn mà ngon đấy mi không. Chết cây. Đang bưởi mọi người. Thật chút, mọi người cứ đối xử với Thảo như lần sau Thảo buồn Thảo không lên được bây giờ. Nhi Hào. Đẹp chứ Hào. Nhậm Khàng luôn, không nói được gì. Hello anh Lôn Vi. Chuyên mục gọi nhau à, chuyên mục gọi là lên giao lưu nói chuyện với nhau. Gọi điện tâm sự còn có ngàn chín view kìa, tại vì mình không hát không gì hết trơn nên là tụt view quá mọi người.
mình đang bị đau không có hát được. Mình nếu mình đau mình sẽ hát trên livestream cho mọi người nhé. Được 2.000, ôi mới được 3.500 sao rồi. À, chưa cộng vào đâu nhỉ? Em nhìn xét cây mọi người, em xét cây cho mau khỏe. Em cảm ơn nhân luôn đi. Tại vì đang bị tụt danh nên là qua đây chơi game á mọi người. Anh à, nhiều cũng có qua đây nói chuyện á. Chứ chơi game leo danh mà thua hoài. Ăn nhiều vào đang nó ra, ăn cháo. Hello Kim Hùng. Lát nữa live game nhé mọi người. Không, lát nữa live game nhé. Mọi người nhé. Đây là nói chuyện hả? Đúng rồi, nay tâm sự đỡ buồn chứ chơi game ngoài vô ngoài. Năm ngày nữa rồi xếp anh rồi. Mọi người Thảo bao nhiêu nồi bánh chưng rồi? Thảo hâm mi một nồi. Tại vì Thảo ăn nhiều hơn mi nên là Thảo hâm mi một nồi. Tất cả Thảo. Nặng ghê. Hello Thu Trang, hello Trường An. Ăn vừa thôi ạ. Tính ra nãy giờ mình ăn luôn đó mọi người. Ngang một miếng à. Biết rồi giờ lần đầu tiên mình ăn trên livestream như bữa giờ mình có bao giờ ăn đâu. 20 Tây. À, reset anh hả? Hai ngày sinh nhật em luôn á. 24 á. Bộ tài sinh nhật vào 24 á. Tài điêu à? Tài lừa mi à? Ăn uống thôi đi. Sau đi mọi người nhá. Sao? Chín thiên vô khăn, lý khăn vô. Thảo liang mà. 24 tháng 1 à? Quân là ngày 19 tháng 2 đúng không? Không nhầm, quân là ngày 23 hả? Live game. À, live game stream. Vậy thì ngồi live nói chuyện một xíu thôi coi ọp nhé. Không nhầm, miên kiểu giờ ấy, miên cố live để cho đủ giờ. Xin chào. Nó có không mọi người? Mình nấu game đi mâm trên live á. Chị đọc nhầm á Quân. Em là cùng gần sinh nhật với chị mà. Các chị 2 ngày. Hello Mỹ Dung. Hello mọi người, hello anh Hoàng Nhật. Mọi người ăn cơm cho mọi người. Ôi giờ sắp Tết rồi, như mọi người. Như này này có được tính không á? Có. Nên này được tính mà. Chị đang làm gì á? Chị đang livestream nói chuyện với cả mọi người. Mình đang tính hỏi mọi người là gì ta? Nhân tính hỏi gì ta? Tôi mất tiêu rồi. À mọi người, Tết năm nay được nghỉ bao nhiêu ngày vậy ta? Tết năm nay được nghỉ Tết bao nhiêu ngày vậy mọi người? Hello Nguyễn Phong, annyeonghaseyo. Thánh nhân Mamesamnida. Vì thấy người ta hay đọc thế vì học theo. Tự nhiên ngồi nhà thêm đủ thứ đồ ăn. Anh nào rảnh cô đơn vô chat chat chít với em thôi, em xin ạ. Em xin các anh tha cho em đi. Hello Nguyễn Phong, hello mọi người. Mọi người tha cho mi đi, lâu lâu mới lên livestream. Bữa giờ off mấy hôm giờ mới lên livestream mà cứ vô đây kiểu kéo rồi là câu kéo mọi người đi thôi. Hello Phương Văn. Chuẩn bị quà đi là vừa, hôm nay sinh nhật chị xong rồi hôm sau chị ốm rồi em, chị không có đi sinh nhật em được.
Có chị điện thoại chị hỏng luôn rồi. 5 ngày hả chị? Ủa, nghỉ 5 ngày hả? Thảo chưa đi à Thảo? Hello mọi người. Ông qua lên đây chơi với mình nhỉ? Giờ, giờ còn ai đây không ta? Cho Miko. Rủ Miko lên đây. Rủ mẹ lên. À rủ 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 chị này nhá. Hi. Nghe nói ta đang cô đơn kìa. 2 tuần đó, ô được nghỉ 2 tuần đó. Hello mọi người luôn. Hello đồ chút thôi. Bấm vào. Like chung nhạc. Em cảm ơn mọi người đã gửi sao lên cho em. Hello mọi người mới vào like. Chị ca mấy hả? Chị 2, ca 4. Còn chưa like à? Sao? Hello Kiều Hoàng, hello mọi người. Mai đi ạ. Ồ là trời. Chạy lại chung ngày mai. Thế thôi, không phải lên chơi chung mọi người. Hôm mai về setup đẹp gái là lên. Ok, vậy cũng được. Nói đi anh. Người ấy đã thương cho anh. Hello Hoàng gì rồi? Hello mọi người, đi xem. Nó là bao nhiêu phút rồi? Chuẩn bị trường. Đang đỡ live game. Đang đỡ live game cũng được. Nga ăn cháo, uống thuốc, mong khỏi bệnh. Đi nè, mọi người đừng gửi cái vòng một của mi. Mọi người để ấy thôi, mi được rồi. Nói đi người ấy đã đưa cho anh, còn riêng em đây có sao buồn đây. Thằng cháu hồi ăn đỡ like nhá mọi người nhá. Tên gì vậy á? Em tên là Mi, bé Mi Cute, bé Mi Cute đó mọi người. Nên đi chị cho vui. Chị Tư vào, chị Tư lên không? Như Tư đang ở nhà. Các mọi người nhìn tóc mái mình, mọi người cũng phải là mái giả nhỉ? Mà mái thật à? Mái thật nó mới xấu vậy chứ mái giả nó đẹp lắm á. Xinh như mẹ anh. Không, không nói như thế, mẹ là người tuyệt vời nhất trên đời. Không like game à? Em đang tính là like này nói chuyện với chị chơi vui nhỉ. Mi ơi, Mi đang bị cảm đó mọi người. Đi biển chơi xong rồi cái không mặc áo khoác xong rồi cứ bị cảm mặc mỏi ghê. Mi cứ nghĩ là Mi khỏe lắm ấy, Mi cứ nghĩ là Mi là trâu bò, cái Mi đâu sợ gió đâu mọi người, yếu mà ra gió. Thầm Chinh thần thì hắn khéo nha. Chia mái mái thật tóc sau là tóc giả đúng rồi, cái này là tóc giả này, cái này là mái thật này. Ủa ủa chị cản từ bước đó đến giờ luôn hả? Như mới mà, mới mà mọi người, hôm trước mới, hôm trước mới bị, mới có 2 hôm mà, mới có 1 hôm đi về mới mới bị. Lúc cũng kiểu mình lên xe mình thấy mình say xe là mình hiểu rồi đấy mọi người. Rồi mọi người ạ, đã bị kiểu mệt người rồi xong rồi quả thêm cộng quả say xe nữa thì đúng bài, về mất xỉu luôn, không like nổi luôn. Nay là bao lâu rồi nhỉ? Sao trong này nó ghi 9 phút rồi à? Nhớ mình like hơn hơn rồi mà. À 15 phút rồi. Thôi chị ngại lắm. Hello Nguyễn Khang, hello mọi người.
Hello Hưng, mai không chơi game à? Có lát nữa chơi game nhé, lát nữa chơi game một xíu nhé. Hello bé Mỹ, hello mọi người. Nhưng bữa nay mình không live hát được. Mình đang ốm ấy. Nếu mình khỏi mình sẽ live hát cả mọi người. Được không? Ok nhá. Hello Quốc Thịnh. Ok không mọi người? Ok nhá. Được không, được khỏi mình live hát nhá. Đúng nhá. Khi nào chơi game á, chắc lát nữa. Một lúc nữa xuống nghỉ ngơi xíu rồi lên live. Hello Trần Kha. Hello nhập Alin hả? Chơi cọc Alin hả? Sao cứ bị xinh. Hello Hoàng Đức, mọi người cứ khen mình lại ghê. Cảm ơn Thảo nhá. Mọi người like xem đi với nhá. Like xem cái live stream mình chăm đi với. Hello của Minh Sơn. Hello hôm mai có mệt không mắc? Có sương sương. Hello anh Phước. Hello mọi người. Bạn mời mình đi, mình hứa mình không lên đâu. Bảo ok anh Diệu nhá. Diệu ông ấy to miệng ấy nhỉ, gọi là mồm điêu. Hello Sơn Tùng. Phải chi bây giờ. Anh gửi sang đi nhờ, em cảm ơn anh. Cảm ơn mọi người nhé. Hi. Áo xuống rồi, lát nữa ngày mai live tiếp. À nhờ, lát nữa live game. Lát nữa live game nhé mọi người. Cái mắt này, make up của cái này đổi make up coi. Nói đi, nói đi. Ngày ấy tha thứ cho anh. Còn riêng em đây có sao cùng anh. Lẽ này được không? Cũng được. Vừa chưa lên nhạc là bị Nguyễn Bằng Quỳnh á. Chắc là đã nha. Mọi người nha. Lan nữa la tiếp nha. Lại la game này. Cố gắng like. Chưa thiếu giờ quá. Chúc đây. Mi trắng sân bay á mọi người. Ôi ai gửi xa mi đấy. Hello anh Tuấn Công, em cảm ơn anh.